anh em thấy đấy, hậu quả của việc sử dụng camera kém chất lượng là như thế đấy. Hình ảnh thì kém chất lượng, kết nối thì chập chờn, nhiễu hạt. Và đây sẽ là một trải nghiệm thực tế của một bạn nữ giấu tên. Xin chào mọi người, hình ảnh đầu tiên mọi người vừa xem chắc hẳn không khỏi giật mình đúng không ạ? Còn hình ảnh mà mọi người đang xem thì được quay và ghi âm bởi camera IP Full Color được tích hợp đèn LED trợ sáng 3249 của Nagoya DSS. Đây chính là em này đấy ạ. Mặc dù showroom của chúng tôi thì vẫn đang tắt điện, tuy nhiên thì mọi người có thể thấy là hình ảnh vẫn rõ nét và màu sắc thì vẫn sống động và đa dạng. Thật không hổ danh em ấy đến từ gia tộc Full Color. Hiện tại thì camera của chúng tôi đã được cài đặt chức năng cảnh báo. Trên màn hình thì đang được chia làm hai vùng. Vùng tôi đang đứng là vùng an toàn, còn vùng màu đỏ là vùng cảnh báo. Bây giờ thì tôi sẽ di chuyển vào vùng cảnh báo xem chiếc camera này có phát hiện ra tôi là kẻ trộm không nhá. Như mọi người vừa thấy thì khi tôi vừa di chuyển vào vùng cảnh báo, chuông cảnh báo được phát lên ở đầu ghi, hệ thống loa cũng như là điện thoại của chúng ta. Đặc biệt hơn thì chiếc camera này còn được tích hợp tính năng loại bỏ cảnh báo giả. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng LED Plus và công nghệ Full Color giúp cho camera có thể phát hiện chính xác các cảnh báo báo động ngay cả khi vào ban đêm. Như vậy thì chiếc camera IP Full Color tích hợp đèn LED trợ sáng 3249 của Nagoya DSS chỉ được gói gọn trong một câu vừa đẹp người vừa đẹp nét đúng không mọi người?